đối với UTS, mỗi em bé đều là một hạt mầm đặc biệt. Khi đủ nắng, đủ gió và dưỡng chất, con sẽ nảy mầm và bộc lộ tiềm năng vốn có. Và UTS Botanic Campus là một thiên nhiên thu nhỏ giữa lòng thành phố, nơi con được ươm dưỡng trong môi trường an lành, tận tâm và trao nhiều cơ hội để khám phá chính mình. Trong mọi hoạt động tại UTS, các giáo viên và nhân viên luôn ghi tâm việc đảm bảo con lớn lên khỏe mạnh và an toàn. Con được yêu thương, quan tâm và chăm chút để có một cơ thể khỏe mạnh trong từng bữa ăn ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng, được vỗ về trong mỗi giấc ngủ trưa êm đềm. Mỗi ngày đến trường của con đều là một ngày tràn đầy niềm vui học tập, vì con được tự do lựa chọn cách mình lớn lên. Tuổi thơ của con tại UTS Botanic Campus được vun vén từ những điều nhỏ nhất cùng các cô, bạn bè và anh chị em để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc, tích cực và vui vẻ mỗi ngày. Không gian ngập tràn mảng xanh có lẽ sẽ là điều khiến ba mẹ và con yêu ngôi trường này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Là sự kết hợp giữa yếu tố botanical ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên và yếu tố beautic ấm áp, gần gũi. UTS Botanic Campus mang lại một cảm giác thân thiện và an tâm, nơi mọi thành viên đều yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, từng chi tiết trong trường đều được thiết kế nhằm ưu tiên đảm bảo sự an toàn và phát triển của con. Bàn ghế và các đồ dùng có kích thước phù hợp được lựa chọn và bố trí cẩn thận giúp con học tập và vui chơi thoải mái. Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập, tự tin và có khả năng tự học hỏi rất mạnh mẽ ngay từ khi mới chào đời. Vì vậy, chương trình mầm non tại UTS được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, khuyến khích sự trải nghiệm và tự phát triển bản thân của trẻ. Lấy triết lý Montessori làm định hướng giáo dục, mỗi bài học được thiết kế thành công việc nhỏ. Con được quyền lựa chọn việc mình muốn làm và hoàn thành công việc ấy theo tiến độ của mình. Những gì mà con trải nghiệm từ chính đôi tay của mình sẽ là bài học giúp con phát triển trí tuệ và kỹ năng tốt nhất. Vì vậy, không gian lớp học tại UTS luôn sẵn sàng và được trang bị đầy đủ giáo cụ chuẩn Montessori. Bên cạnh đó, điểm đặc biệt của phương pháp giáo dục Montessori là trẻ được thực hành trong một cộng đồng thu nhỏ, chính là lớp học trộn tuổi, nơi giúp con tự tin trong giao tiếp và khuyến khích sự học hỏi lẫn nhau qua việc tương tác với bạn cùng lớp ở nhiều độ tuổi và phát triển năng lực lãnh đạo tự nhiên qua việc giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn. Trẻ cũng được làm quen với nền tảng tiếng Anh chuẩn chỉnh ngay từ nhỏ qua các bài học trong chương trình quốc tế Oxford và Flappy Phonics của nhà xuất bản Đại học Oxford, là đối tác giáo dục trực tiếp của UTS. Chương trình song ngữ tại UTS giúp trẻ làm quen với ngôn ngữ nói để xây dựng nền tảng viết và sau đó là đọc. Các con được hướng dẫn trực tiếp bởi các thầy cô bản xứ để làm quen với cách phát âm và tự tin giao tiếp hơn trong tương lai. Con cũng được khuyến khích tham gia các chuyến dã ngoại, các tiết học ngoài trời hay buổi cắm trại để tìm ra những điều mình yêu thích từ thế giới bên ngoài và hiểu bản thân mỗi ngày. Theo đuổi triết lý, tận tâm ươm dưỡng nhân tài. Những người ươm mầm tại UTS là những giáo viên và nhân viên luôn ở bên quan sát và tôn trọng nhịp độ phát triển của mỗi đứa trẻ. Đồng thời, những người ươm mầm luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ tự do khám phá thế giới, đưa ra những hướng dẫn, gợi ý hoặc điều chỉnh khi cần, giúp con tự tin hoàn thành công việc mình chọn. Ba mẹ ơi! Những năm đầu đời của con là vô cùng quan trọng và UTS hiểu rằng ba mẹ luôn mong muốn tìm một môi trường nơi ba mẹ luôn cảm thấy an tâm khi trao gửi và nuôi dưỡng con trong khoảng thời gian con không ở cùng gia đình. Ba mẹ ơi, với UTS, con đã sẵn sàng bước đi trên đôi chân của mình rồi.